Vâng, xin chào ạ, mình là Thuận Quang đây. Hôm nay là một ngày mà thời tiết Hà Nội đang lên đến đỉnh điểm luôn là 40, 41 và giật đến 42 độ C và trời rất là nắng nóng. Thế lần về quê là lần này thì cũng hơi đặc biệt, đó là vào đúng cái mùa quả trái ở quê mình. Thế là vào mùa hè thì bên ở quê mình là hay ra những cái đồi vải như này và mình hái quả chín. Và sau mùa vải cây bên này là cây nhãn này. Thì nó đang xanh. Cái vải lát nữa mình sẽ ra ngoài vải, mình sẽ bứt những cái quả để mang ra ngoài làm quà cho những người thân, cho những người bạn bè của mình ở ngoài nơi mình đang công tác làm việc ở Hà Nội. Và nơi mình đang đứng ở đây chính là nhà ông bà của mình, ông bà ngoại. Nhà ông thì có một cái ngôi nhà này cũng xây từ cách đây phải đúng 20-30 năm trước rồi. Cái nhà rất là cổ, lợp mái ngói và tường thì chát thôi. Nhà rất là đơn sơ đơn giản thôi. Đó, nhưng mà nó gắn liền với lại rất nhiều những kỷ niệm tuổi thơ của mình ở đây. Ngày mình còn nhỏ, mình còn chạy chơi lung tung ở những cái sân này. Đó, gần như là đến vài chục năm sau bây giờ thì mình lớn lên rồi thì cái không gian nó không khác nhiều. Chỉ có cái vườn này là trồng cây lên thôi. Đó thì mỗi lần về quê mình xuống bà chơi và có rất nhiều cái kỷ niệm ùa về. Đó. Ở đây là bà ngoại của mình. Bà hôm nay cũng rất là lớn tuổi rồi. Đàn gà lai chọi à bà? Ừ. Mình sẽ cho các bạn xem tham quan review về cái vườn gà bà đang nuôi. Bây giờ thì đang là mùa vải. Đây mình sẽ đưa các bạn xem nhé, không vòng vo nữa. Đây là cái vườn vải này. Ở quê mình thì gần như nhà nào cũng có những cái đồi vải như thế này. Đấy, tiền thì không có đâu nhưng mà đất thì rất giờ là rộng. Chỉ có mỗi đất thôi, đất rất là nhiều. Gần như nhà nào cũng có một cái quả đồi, một cái bãi vườn rất là rộng để trồng những cái cây trái như này. Đó, thì các bạn thấy không ạ? Đây là những cái chùm vải nó chín này. Chín thì mới đầu nó màu xanh, nó nhỏ thôi. Khi mà chín thì cái phần cuống của nó có nó sẽ có cái màu đỏ hồng như này. Đó thì là biểu hiện của ấy thôi, là có thể là thu hoạch và có thể mang đi bán được rồi. Đó, bạn thấy không ạ? Mình sẽ bắt thử các bạn nhé. Cái này vỏ thì nó mỏng thôi. Đây, các bạn thấy không ạ? Đó, quả này thì không bị sâu đầu, nếu mà bị sâu đầu là con sâu vào đây nó sẽ khoét cái lỗ này. Nhưng quả này thì may mắn nó không bị sâu đầu. Đó. Hai Sơn, ăn thử với anh quả này này. Ăn thử quả này đi, sẽ đánh cho anh quả này xem ngọt hay không. Đây là em nhà cậu mình, tên là Ngọc Sơn, hay gọi là Nhị Ca. Ngọt á? Vâng. Đây là cái hạt của nó các bạn thấy. Quả nào cũng ngon. Đấy các bạn thấy không, mình sẽ vặt thêm một quả nữa nhá, để thưởng thức. Rồi quay review các bạn xem. Nếu bạn nào mà có mong muốn là về quê mình chơi thì hãy comment ở bên dưới video nhá. Mình có thể là hẹn trong một cái dịp, trong một đến hai tuần nữa thì vẫn là trong cái vụ vải chính ở quê mình. Thì nếu bạn nào mà về đến Bắc Giang, mình ở Tân Yên, Bắc Giang, bạn nào về đến qua đây hoặc là mong muốn về thì hãy liên hệ cho mình với số điện thoại mình để dưới mô tả video. Thì mình rất là mong muốn và vinh dự được chào đón tất cả mọi người, bạn nào mà có mong muốn về quê mình chơi, tham quan chơi nhà mình cũng như là thưởng thức cái món đặc sản vải thiều này. Đó, đây mình ăn thử các bạn nha. Cắn gọi là ngập răng luôn các bạn. Đó, đây là cái hạt của nó các bạn thấy không? Cái vải này thì ăn nó rất là ngọt và nó nóng, nó thuộc cái nhóm nó hoa quả nóng nên là nếu mà các bạn ăn vào mùa hè này, ăn mà quá nhiều thì nó sẽ nói chung là bạn sẽ bị nóng trong người ấy, hay là nổi những cái con rôm ấy ở chân tay ấy. Đấy. Rất tuyệt vời các bạn ạ, cái món vải này. Và anh chào ông đang lên tivi. Đây là ông ngoại mình, ông thấy ông rất là cao và mình được thừa hưởng cái thể hình từ ông. Lát lại con bé tối đi càng mát. Đó các bạn thấy ạ,
từng chùm rất là sai, rất là sum xuê luôn đấy. Vải bây giờ giá bao nhiêu tiền một cân mà nhỉ? Nếu mà vải đẹp ấy. Bây giờ mười mấy nhỉ bà nhỉ? Mười mấy nghìn một cân mua tại 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 quê mình nhỉ? Quê mình là 18. 18 nghìn này. 18 nghìn. Đấy là đẹp. Phần xấu thì 13, 14. Tùy theo vải, như vải chưa chỉnh có hơn nghìn một cân. Hơn nghìn à? Vải không đắt nó không mua. Đó, tùy theo cái loại vải đẹp các bạn, mẫu mã quả to tròn hay là nó có bị sâu hay không thì giá nó sẽ dao động là từ khoảng 18 nghìn là loại vải đẹp mua tại vườn. Còn nếu mà thấp hơn loại vườn tầm trung trung thôi, chỉ có tầm khoảng 10 đến 13, 14 nghìn thôi. Nhưng mà tuy nhiên nếu bạn nào mà ra ngoài các thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội hoặc là các tỉnh thành phố ấy, thì mình hỏi giá mua vẫn là khoảng tầm 30, 35 nghìn, có những nơi là 40 nghìn một cân. Đấy thì cái giá nó chênh lệch giữa tại vườn như thế này với lại cái giá mà các bạn mua ở ngoài chợ ở các thành phố lớn. Đấy là vải thiều. Giờ mình sẽ chuẩn bị một ít một vài cái túm vải làm quà quê thôi, mang ra cho anh em bạn bè ở ngoài Hà Nội nơi mình đang ở cũng như là công ty làm việc, thì làm một món quà nhỏ thôi. Đó. Sơn này. Đi hai mình bây giờ đi bẻ vải đi để cho anh làm một chút quà. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng đi theo mình nhá. Để đi lên trên những cây phía sau này mình cũng bẻ. Đây là cây sau này. Cái cây phía sau cái nhà này này. Chùm đấy xanh le ấy. Trêu anh à? Thằng này choi còn cả anh luôn. Ra mặt bên này này. Quả đấy xanh, xanh đừng bẻ. Xanh bẻ làm gì? Không xanh thế. Hai con gà trọi. Có đăng rồi mà. Đăng clip nướng cá. Nhà chả có gì ngoài vải. Táo nữa. Táo chưa đến mùa. Đây cây táo đây. Bắt cho anh. Anh cầm lên bắt cho. Ok, bây giờ mình sẽ bắt những cái thùng vải đây. Vải cùng cái cành vải nó nhỏ thôi. Bạn nào có thể là muốn sở hữu những chùm vải như này thì liên hệ với mình nhá, hoặc là có đi qua quê mình trong cái thời gian này thì liên hệ với mình nha. Mình sẽ mời các bạn thưởng thức cái món vải đặc sản tại vườn luôn, tại quê mình luôn. Có gì thì mình sẽ mời các bạn cái đấy. Ok, bạn thấy thích không ạ? Đó. Con sâu quá. Ây, các bạn thấy không ạ? Rất là nhiều vải à. Bây giờ thì bằng này cũng đã đủ rồi. Bây giờ mình sẽ tuốt lá và bó nó thành từng cái bó để mình có thể là dễ dàng mình đút vào từng cái bao để dễ vận chuyển hơn. Ok. Vải giống mới đấy. Các bác ăn đi. Bao vải sạch ấy nhỉ em. Là vừa phun kia. Là vừa phun. Hai hạt nữa là anh rồi. Bó vừa vừa ấy. Bác chính. Ba lên TV rồi nhá. Ê cậu ơi. Vải 1 hạt chứ không phải vải 2 hạt đâu. Đấy, vải đấy, vải giống mới. Nhà mận dũng kiệm thế này, cái chỗ thoáng như thế mà vặt một chùm cũng sâu. Thử nhá. Nhìn lỗ, có lỗ là có sâu. Đấy, bạn thấy có lỗ là sâu rồi. Có lỗ là kiểu gì nó bị đục ở cái cuống rồi. Cắn rồi. Ngon, vẫn còn thoải mái luôn. Đây là chỉ có cuống thôi, nó có sâu vào trong đâu. Sâu này sâu bình thường, cấp độ gọi là cấp độ. Cấp độ vẫn ngon. Bóc ra con sâu được, rảy ra cái là được. Ăn luôn cả sâu luôn. Thế là vải sạch. Vải sạch tức là sâu rồi mới ăn, nó ăn đồ sạch. Vải mà phun nhiều là sâu không ở được. Đây cái đùa này. Leo tí vãi mồ hôi. Vã nóng nhiều mỡ. Cho nó bớt mỡ đi cho nó phải. Bao nhiêu cân? Cháu vừa cân lúc nãy lúc trưa ấy, ra tung nhà bác là... Hùng ấy. Tung Hùng cân vải ấy. Vài trăm cân cân thôi. Được 88 cân. Vừa cân lúc trưa.
tám tám tức là 89 cân cả bì. Chín ba cân hôm Tết. Tùng chắc là 85 87 như thế nào. Một tạ gì quá, một tạ hay số thành ấy. Béo quá. Hôm nay tao cân này béo quá.